cái này thao tác cổ thực để đám người nhìn mắt choáng váng không phục không được lục châu cũng là nghe để nhíu mày cho đến chư hồng cộng đến đến đại điện ở giữa sập đầu quỳ bái đồ nhi bái kiến sư phụ minh thế nhân lết qua chư hồng cộng nói ra lao bác chuyện gì để ngươi trịnh trọng như vậy ngươi tốt xấu cũng là ma thiên các đệ tử làm như vậy liền không sợ là mất mặt ma thiên các mặt đồ nhi thực tình muốn lễ bái sư phụ từ trở về ma thiên các đến nay chưa từng chính thức lễ bái sư phụ cái này ba quỳ chín lại chi lệ đồ nhi gọi đến yên tâm thoải mái chư hồng cộng nói ra lục châu ánh mắt lại lần nữa rơi trên người chư hồng cộng đến đến tính danh chư hồng cộng thân phận đại viêm nhân tộc cảnh giới nguyên thần kiếp cảnh tuy nói là chưa ngưng kết bách kiếp động minh pháp thân tu hành giả có thể tối thiểu cũng là nguyên thần kiếp cảnh đến cảnh giới này tuyệt không phải thần đình có khả năng so sánh đứng lên mà nói lục châu nói ra chư hồng cộng đứng lên tết miệng nói tạ ơn sư phụ vi sư nhìn xem ngươi pháp thân cái này là một cái phi thường mấu chốt khâu rất nhiều tu hành giả có thể hay không trở thành đại tu hành giả liên nhìn có thể hay không ngưng kết bách kết động minh pháp thân vô số tu hành giả đều đảo tại thập phương càn khôn bên trên đến bách kết động minh pháp thân pháp thân hoàn chỉnh tính mạnh yêu đều có thể nhìn ra tương lai tiền cảnh tiểu diên nhi pháp thân liền cực kỳ hoàn chỉnh thậm chí giàu có linh động tinh thần phấn chấn tương lai có hy vọng một ít tu hành giả bách kết động minh pháp thân thậm chí là dị dạng cái này loại pháp thân thương thương khả năng liền khai diệp đều tổn sức đồ nhi tuân mệnh Chứ Hồng Cộng điều động nguyên khí, mở ra pháp thân, một nửa người cao giống như là béo hoa, à, giống như pháp thần xuất hiện trước người, đám người nhìn sang, kém chút nhịn không được nở nụ cười, pháp thân như người, mập mạp, bất quá, pháp thân hoàn chỉnh tính cũng không tệ lắm, nguyên khí giống động cũng rất sung túc, đoạn hành âm thầm liều lưỡi, đây chính là ma thiên các ba đệ tử, liền có cái này thiên phú, sau này còn đến mức nào, cầu đệ tử liền lại càng không cần phải nói, bên ngoài thịnh truyền, cầu đệ tử từ diên nhi thiên phú càng là đáng sợ, năm năm vào thần đình tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chư hồng cộng một mặt tự hào nhìn xem chính mình pháp thân không khỏi thẳng sống lưng nếu nói áo ước không nói tới chỉ có chiêu nguyệt có chút hổ thẹn dù sao chiêu nguyệt so hắn nhập môn sớm minh ngọc công tu luyện được không sai biệt lắm nhưng không có đột phá nhìn thấy chư hồng cộng pháp thân nội tâm thoáng không yên ổn hoành lục châu vuốt râu gật gật đầu tiện tay vung lên hô một cái hiện ra ngân sắc cái dương rơi vào chư hồng cộng mặt trước chư hồng cộng xem xét hơi nghi hoặc một chút nói sư phụ cái này là lại lần nữa vung lên kia cái dương vỡ ra hai nửa có chút hình thù kỳ quái bộ dáng vì xưa ban thưởng ngươi lệ ngân quyền sáo ngươi hào hảo sử dụng lục châu nói ra từ mở ra cái dương này về sau lục châu liền một mực bảo lưu lấy càng nghĩ thứ này càng thích hợp chư hồng cộng cứu kiếp lôi cương mà lại hắn cần mau chóng để thăng các đồ đệ tu vi chư hồng cộng nghe vậy lập tức kích động đến chảy nước mắt quy sùng nói đa tạ sư phụ đa tạ sư phụ đoạn hành nghe đến chảy nước miếng chiêu nguyệt đích xác xác ao ước chính cái đổ đệ tựa hồ cũng chỉ có chiêu nguyệt không có vũ khí nàng sao có thể không ao ước có lẽ là vũ khí này trời sinh liền cùng chưa hồng cộng phù hợp chưa cầm tới tay liền nghe xoạt xoạt hai tiếng nhẹ nhóm đeo lên quyển sáo đinh kích hoạt lệ ngân tương nhận chủ mục tiêu chưa hồng cộng ban thường một nghìn điểm điểm công đức chúc mừng bác tiên sinh đoạn hành chắc tay chúc mừng lão bác minh thế nhân cười cười đến đến bên cạnh hắn lại nói cái đồ chơi này rất sẵn chắc liền xem như đại sư huỳnh bích ngọc đào cũng không chém nổi ngươi có thể là kiếm bộ thật sao chứ hồng cộng lấy làm kinh hãi không nghĩ tới cái đồ chơi này lợi hại như vậy đương nhiên là ta có lừa ngươi lại nói sư phụ tặng cho người vũ khí sao lại kém nói xong minh thế nhân nghĩ thầm vũ khí là rất sẵn chắc liên là quá xấu nhiều lắm khen vài câu chứ hồng cộng vui mừng quá đỗi thích đến không thể đồ nhi nhất định không phụ sư phụ kỳ vọng lục châu vuốt râu gật đầu hắn chú ý tới chứ hồng cộng độ trung thành tại thẳng tắc dâng lên đã đến cơ bản ổn định trình độ cái này cũng tại lục châu đoán trước bên trong Chư Hồng cộng thổi lui đến một bên, chính mình thưởng thức quyền xáo đi. Lục Châu không quan tâm hắn, mà lại đem ánh mắt chuyển qua Chiêu Nguyệt thân bên trên, nói ra. Chiêu Nguyệt, đồ nhi tại, hoàng cung khoảng thời gian này, người tu vi rơi xuống không ít. Lục Châu nói ra, đồ nhi tự nhiên cố gắng, không phụ sư phụ kỳ vọng. Chiêu Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy hổ thẹn. Đoạn hành cười nói, lao tiền bồi đối đồ đệ như thế tận tâm tận lực, thật là khiến ván bối bội phục. Đoạn hành, vân triều lâm địa, người biểu hiện được không sai, bản tọa tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi dạng này ngươi đề kể yêu cầu bản tọa tận lực thỏa mãn ngươi lục châu nói ra đoạn hành nghe vậy đại hỉ liền vội vàng không người nói vãn bối không dám vãn bối có thể vì lão tiền bối ra một phần lực đều là can tâm tình nguyện sao dám tranh công như thế rất tốt lục châu gật đầu vân vân sáo lộ này không đúng lại không nhiều khách sáo hai câu sao đoạn hành lập tức mộng bức sớm nghĩ kỹ yêu cầu tất cả đều bị nghẹn đến bụng bên trong Lục Châu nhìn xem đoạn hành nói ra, U Minh Giào nếu là thức thời, sau này sẽ không lại động tới người Ma Sát Tông. Đa tạ lão tiền bối, có câu nói này, Ma Sát Tông tối thiểu nhất bảo trụ, đến mức cái khác yêu cầu, sao dám yêu cầu xa vời. Tiến khách, cho đoạn hành rời đi Ma Thiên Các về sau. Lục Châu vất tay ào nói, không có chuyện khác, tất cả giải tán đi. Đồ nhi cáo lui, lão tiền bối đi tốt. Lục Châu đứng dậy hồi đông các, thần đô, hoàng thành, thọ thả cung bên trong. Hoàng tổ mẫu, chiêu nguyệt dù sao cũng là Ma Thiên Các người nàng mai phải thận trọng a à? đứng tại tầm cung bên trong hoàng tử cũng là đương kim hoàng thất thái tử lưu chấp thái hậu hơi lim gì mắt không có nhìn lưu chấp ngữ địa uy nghiêm mà nói mới cũng muốn nhìn xe mai ra chết lưu chấp sắc mặt biến hóa lúc này quỳ xuống đất nói tôn nhi không dám tôn nhi là sợ hãi ngài xảy ra chuyện ai ra nếu là xảy ra chuyện tại thuận thiên huyền thời điểm đã xảy ra chuyện vẫn sẽ cho tới bây giờ thái hậu nhẹ nhàng nói đi qua thuận thiên huyền sự tình về sau nàng hiện tại đối bất luận cái gì hoàng tử đều rất phản cảm lưu chắc quỳ xuống đất nói hoàng tổ mẫu nhì đệ sự tình tôi nhì nhất định sẽ cho ngoài một cái công đạo may ngàn vạn đừng để trong lòng lúc này đứng ở bên cạnh hồi lâu chưa mở miệng lý vân triệu nói ra điện hạ ta có câu nói không biết có nên nói hay không nói lý vân triệu dù sao cũng là thái hậu bên cạnh hồng nhân hắn lưu chắc không thể coi thường thái hậu bệnh không thể tiếp tục lại trì hoãn huống hồ bệ hạ đã ân chuẩn điện hạ nếu muốn tận tận hiếu tâm càng nên là thông cảm thái hậu mặt khác Lý Văn Triệu nhìn một chút điện bên ngoài, áp thấp tiếng nói: "Nhị điện hạ chết, Thái hậu cũng rất đau lòng. Ngài cũng không cần luôn tại Thái hậu trước mặt nhắc tới." Lý Công Công nói có lý, Lưu Chấp đứng lên, khó người nói: Hoàng tổ mẫu, tôn nhi có vừa kể sát thân thị vệ, tu vi cao thâm, ngài đã muốn đi, tôn nhi liền để hắn hộ tống ngài đi xuống đi." Thái hậu Thủy Trung không có mở mắt vứt vứt tay, tôn nhi cáo lui, Lưu Chấp lui rời đi thọ thả cung, chưa ra cung điện, bên cạnh hắn thị vệ liền theo sau. Lưu chắc chắp tay vừa đi vừa nói, nói cho không lương, hộ tống hoàng tổ mẫu đi tới ma thiên các, người nhà của hắn, bản thái tử sẽ thay hắn hào hảo chăm sóc, đem đầu người mang về, trung điệp có thưởng. Vâng, sau đó một tuần thời gian, Lục Châu đều tại đông các bên trong lĩnh hội thiên thư, cho đến phi phàm lực lượng đạt đến bão hòa, phi phàm lực lượng bão hòa về sau, tiếp tục thăm mộ thiên thư, chỗ tốt duy nhất, khả năng liền là gia tăng lĩnh hội số lần, bắt quá, Lục Châu còn là ngừng lại, mở mắt mở ra hệ thống giao diện nhìn thoáng qua còn thừa thọ mệnh 6.574 ngày đột phá cửu diệp hồi hao tổn thọ mệnh nếu như nghịch chuyển tạp đầy đủ có hay không có thể xông phá bình cảnh này lúc châu lại lần nữa suy nghĩ vấn đề này còn có hai mươi hai tấm nghịch chuyển tạp lúc châu tiện tay sử dụng một chương nghịch chuyển tạp giống như trước đây đông các bốn phía giàu có sinh cơ năng lượng hướng phía hắn hội tụ không bao lâu liền hội tụ hoàn thành quả nhiên Con thừa thọ mạnh biểu hiện 6.874 ngày cửu diệp cùng thọ mạnh có quan hệ kia nghịch chuyển tạp sẽ trở nên quan trọng hơn lục châu lại lần nữa nhìn nói cụ tả cột nghịch chuyển tạp giá cả còn tốt không có tăng giá tựa hồ nghịch chuyển tạp giá cả không chịu đến ảnh hưởng giống như đồng thời nhìn một chút hệ thống giao diện hai cái liên quan tới ngu thượng nhung nhiệm vụ chi nhánh một huân hoa thảo thọ mệnh hai tân thiên thư khai quyển hai nhiệm vụ đều không có biểu hiện hoàn thành có thể xác định là huân hoa thảo cùng ngu thượng nhung quan hệ chặt chẽ trường sinh kiếm lục châu nghĩ đến thanh kiếm kia cùng lúc đó tư quá động bên trong Mưu thượng nhung ngồi xếp bằng kỳ diệu là trường sinh kiếm hiện ra hồng quang giống như là có cảm ứng thỉnh thoảng phiêu khởi một điểm màu đỏ nhạt năng lượng tiến nhập trong thân thể của hắn ông ừ, ông ừ, trường sinh kiếm hơi hơi rung động màn đêm buông xuống ánh trăng chính nồng trường sinh kiếm yên tĩnh trở lại rốt cuộc không động tới đột nhiên Mưu thượng nhung kêu lên một tiếng đau đớn khuế miệng chảy ra nhất tạo tơ máu hắn mở mắt nhìn thoáng một phát tựa hồ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn cùng từ vô nhai ý nghĩ đồng dạng Tu Vi bị trói buộc về sau, muốn nến thử phá vỡ. Đáng tiếc là, lấy thất bại mà kết thúc, Xung tư vô nhai thủ đoạn, đều không tìm được phá giải thủ đoạn, lại hùng trì những người khác. Chỉ bắt quá, người đều là như thế, không đụng nam tường không quay đầu lại. Ngô Thượng Nhung nhìn một chút bên cạnh trường sinh kiếm, lắc đầu nói, không chết được. Đinh, trừng trị Ngô Thượng Nhung, thu hoạch được 300 điểm công đức. Bưu toan giải khai thần chú, chưa nhắm mắt lại Ngô Thượng Nhung. Lực chú ý đều đặt ở kia ngụm máu bên trên, lặng yên mà tới thanh âm, để hắn nao nào. nào. Sư phụ, Lục Châu chắc tay, vượt qua bình trướng, ánh mắt rơi vào ngồi xếp bằng, khóe miệng còn treo tơ máu ngu thượng nhung thân bên trên. Lục Châu nghe được hệ thống ban thường điểm công đức thời điểm, liền biết rõ, ngu thượng nhung đang nghĩ biện pháp phá giải phực thân thần chú, phí công. Lục Châu đạm mạc nói, dù sao cũng do so ngồi không làm gì tốt. Ngu thượng nhung nói ra, Lục Châu đền đến băng ghế đá bên cạnh chậm rãi ngồi xuống, hắn chỉ chỉ đối diện băng ghế đá, nói ra, môi, ngu thượng nhung có chút kinh ngạc, tại ma thiên các học nghệ những năm kia chưa từng nhận quà đãi ngộ như vậy nhìn xem sắc mặt thông rong lời nói cử chỉ đều cùng trước kia khác nhau rất lớn sư phụ mưu thượng nhung khó có thể tin mưu thượng nhung đứng lên ngồi tại nhiều mặt trên cái băng đá nguyệt quang vẩy vào trên bàn đá Lục châu vuốt dâu nói người đã xưng lão phu một cái sư phụ vậy liền thành thật trả lời vấn đề mưu thượng nhung nhiều may hắn không biết sư phụ muốn hỏi điều gì vấn đề bản năng đối dạng này trường hợp cảm thấy kháng cự trừ ký ức sự tình đồ nhi sẽ hồi đáp mưu thượng nhung nói ra Lục Châu cũng đoán được họ là như thế này. Trên thực tế, ký ức sự tình, coi như ngu thượng nhung không nói, hắn cũng có thể suy đoán ra một hai. Cho nên, buộc hắn cũng không có ý nghĩa gì. Người thật không có xung kích qua cửu diệt. Lục Châu hỏi, có. Ngu thượng nhung rất sảng khoái hồi đáp. Xem như một người tu hành, một tên bát diệp đỉnh phong tu hành già, đứng tại cửu diệp trước cửa, không ai có thể an nhị được nội tâm lòng hiếu kỳ, không muốn đánh mở cánh cửa kia nhìn nhìn bên trong là cái gì. Hắn tiếp tục nói ra, chỉ tiếc, cái này cánh cửa về sau, là bóng tối vô tận không nhìn thấy tương lai cũng hy vọng lục châu gật đầu ngươi đến từ quân tử quốc thọ mạnh giống như quân hoa thảo mưu thượng nhung nghe vậy nội tâm nộp bộp hạ có thể rất nhanh liền bình phục xuống dưới đây cũng không phải là là cái gì không thể gặp người bí mật huân hoa thảo vốn là quân tử quốc đặc thù thực vật trước đây liền tiếp nhắc lên lớn như vậy mà thiên các luôn sẽ có người biết bác sĩ cũng nhiều lắm là để người tăng thọ 500 năm lục châu nói bổ sung đột nhiên mưu thượng nhung cắp tóc nắm lên trường sinh kiếm đang chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện, sư phụ ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế đá, không có di chuyển, không có chút nào dự định cướp vào hắn trường sinh kiếm. Lục Châu vuốt sâu, lộ ra một bộ đều ở đoán trước bên trong biểu lộ, nói ra, lão phu muốn thu hồi người vũ khí, ai có thể cản? Bàn tay vừa nhấc, nhất Nhát đạo cương phòng cuốn tới, Ngô Thượng Nhung nắm chặt trường sinh kiếm, bất quá, hắn không có tu vi, lại như thế nào chống đỡ được sư phụ? Dù là Lục Châu chỉ có thần đỉnh hóa đạo tu vi, cũng đồ dùng thắng qua không có tu vi Ngô Thượng Nhung. Hô, trường sinh kiếm bay vào lục châu trong lòng bàn tay ngô thượng nhung xông lên trước một đem trường sinh kiếm đoạt lại lục châu vung tay lên nhát đạo cương khí vách tường đem hắn ngăn tại đằng sau vụt lục châu rút ra trường sinh kiếm trên lưỡi kiếm hiện ra ánh sáng màu đỏ ngay sau đó lục châu cảm nhận được trường sinh kiếm sinh mạnh năng lượng tiên nhân phủ ta đỉnh kết tóc nhận trường sinh lục châu đánh giá trường sinh kiếm tin đồn trường sinh kiếm mỗi giết một người liền hội hấp thu một tia sinh mạnh năng lượng hiện nay xem ra cái này là thật cũng khó trách mưu thượng nhung đối trường sinh kiếm coi trọng như thế hắn chính là dựa vào thanh kiếm này còn sống thanh kiếm này chính là hắn mệnh sư phụ mưu thượng nhung quỳ xuống lục châu lắc đầu nói ra đây chính là ngươi trường thọ bí mật hắn ban tặng trường sinh kiếm thời điểm cũng không nghĩ tới cái này thanh vũ khí có thể làm được cái này một điểm nhiều năm qua đi mưu thượng nhung tại thanh kiếm này trên dưới nhiều thiếu tâm huyết chỉ sợ chỉ có chính hắn biết rõ huân hoa thảo sáng sống chiều chết đồ nhi không thể không dạng này mưu thượng nhung nói ra ngươi cho rằng ngươi thật có thể trường sinh trường sinh kiếm làm không được trường sinh chỉ có thể làm đến để đồ nhi cùng cái khác tu hành giả đồng dạng mưu thượng nhung chi tiết nói xem như một tên bát diệp tu hành giả mà năm cũng thành một loại yêu cầu xa vời vụt trường sinh kiếm vào vỏ tiện tay vung lên kia cương khí vách tường tiêu thất lúc châu đem kiếm ném ở trong vực của hắn thở dài nói trường sinh kiếm cũng phá không ngàn năm đại nạn mưu thượng nhung bắt lấy trường sinh kiếm có chút ngoài ý muốn thấy sư phụ hắn không nghĩ tới sư phụ hội đem trường sinh kiếm trả lại hắn Mưu thượng nhung trầm mà không nói lục châu quay người nhìn về phía ngô thượng nhung nói ra người rất thống hận lão phu đồ nhi không dám Mưu thượng nhung nói ra Mưu thượng nhung lục châu đột nhiên gọi thẳng tên của hắn ngô thượng nhung nội tâm lộc bố hạ lại lần nữa nắm chặt trường sinh kiếm lục châu lạnh nhạt vuốt sâu nói lão phu có thể minh xác nói cho ngươi cái này cửu diệp đại môn lão phu đoán định ngô thượng nhung đứng tại chỗ lục châu phất tay áo rời đi từ quá động cũng chính là lúc này trường sinh kiếm ong ong rung động trường sinh kiếm năng lượng hướng bốn phía phiêu tán ngô thượng nhung trao máy ngô thượng nhung đem trường sinh kiếm ấn xuống tự nhủ ta nói qua cùng đại sư huynh nhất chiến kết thúc về sau ẩn thế không ra cần gì khó xử ta đây ngô thượng nhung nhìn thoáng qua sư phụ rời đi phương hướng than nhẹ một thanh còn lại sinh mệnh năng lượng không cần cũng được xuống mùa về sau người sẽ cùng ta chôn ở cùng một chỗ ngô thượng nhung cầm lấy trường sinh kiếm cảm thụ được còn lại sinh mệnh năng lượng trên lưỡi kiếm hiện ra ánh sáng màu đỏ nhưng cũng tiếc là sau trước đó quang mang muốn nhà rất nhiều ngô thượng nhung trở về tư quá đặng chỗ sâu mùi xếp bằng không có tiếp tục nếm thử phá vỡ thần chú ba ngày sau một tòa phi liễn từ thần đố xuất phát lách qua nhân loại thành trì hướng phía ma thiên các phương hướng bay đi phi liễn bên trên lý văn triệu trông coi thái hậu nói ra thái hậu ngài cứ yên tâm đi ta từng cùng kia ma thiên các các chủ đã từng quen biết cũng không phải là loại kia thị sát thành tính ma đầu huống hồ chiêu nguyệt công chúa là đầu đệ của hắn nếu thật sự là như thế Trương nguyệt công chúa sao lại tuy tiện trở về ma thiên các thần đô có thập tuyệt trận thủ hộ có dung khí gây chuyện tu hành giả sao lại tuy tiện đặt chân thần đô thái hậu nằm trên ghế nói ra có lời này của ngươi ai ra liền yên tâm lúc này đứng tại phi lệnh bành lái phụ cận khương lương lại khoanh tay nói thái hậu mà trung quy là ma chuyến này còn cần cẩn thận hành sự lý văn triệu sen thường nói khương lương ngươi đi theo thái tử điện hạ nhiều năm rất nhiều chuyện không biết lý công công có gì cao kiến liên hoa đài một trận chiến bên trong Ma thiên các tổ sư ra ngăn cơn sóng dữ cứu không ít tu hành giả chuyện này đã sớm truyền khắp tu hành giới còn có một việc kia liền là ma thiên các trừ đại đệ tử vu chính hải những người khác hắc bảng thứ tự cơ hồ biến mất lý Văn triệu nói ra chỉ hy vọng như thế khương lương gật đầu ta biết rõ người tu vi thâm hậu có thể ta còn là khuyên người một cái đến ma thiên các về sau có thể ngàn vạn đừng làm màu đến lúc đó cho dù là ta cùng thái hậu đều cứu không ngươi Lý Văn Triệu trước tiên đánh khởi dự phòng châm tới. Lý Công Công, ngươi suy nghĩ nhiều, nay chỉ nhiệm vụ của ta chính là muốn bảo hộ Thái Hậu an toàn. Khương Lương nói ra, không còn gì tốt hơn. Lúc này, nằm trên mặt đất cải ghế Thái Hậu, Dung cực kỳ thanh âm bình thản nói. Khương Lương, Khương Lương liền vội vàng không người nói. Thái Hậu, ai ra nghe nói, người tu vi rất cao, bất quá là đại giá cất nhắc ta thôi. Ngươi nhìn ai ra bên cạnh Lý Công Công, tu vi thế nào? Thái Hậu thanh âm rất hòa hoãn, liền giống như là bình thường nói chuyện phiếm giống như cái này, khương lương nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, như toàn lực ứng phó chính diện so đấu, khương lương không phải là đối thủ của lý công công. nếu bàn về thủ đoạn khác, khương lương có lòng tin nhất thắng. lý văn triệu cười hạ, nói ra, thái hậu có chỗ không biết, khương hộ vệ từng đơn thương độc mã, chui vào nhung bắc nhu lợi quốc, dùng sức một mình ám sát nhu lợi quốc chủ, là bất thế kỳ công. chỉ cần là khương hộ vệ để mắt tới người, không có hắn giết không được. thái hậu nở nụ cười nói ra, vậy là ngươi đại viên tướng tài, sau này phải thật tốt hiệu trung triều đình. Khương Lương không người nói, Khương Lương tâm hướng triều đình, Lý Công Công phụng dưỡng ai ra nhiều năm, ai ra tin tưởng hắn phán đoán, ngươi cũng phải nghe một chút Lý Công Công ý kiến. Thái hậu nói ra, phi thần tuân chỉ, phi Liễn tiếp tục hướng phía ma thiên các phương hướng phi hành. Lý Công Công tả hữu nhìn một chút, đến đến Khương Lương bên người, hắn hướng phía Khương Lương vẫy tay, nói ra, Khương hộ vệ, Khương Lương giật mình, không biết Lý Công Công cái này lặng lẽ muốn làm gì, đi theo hắn đi tới. Phi liễn nội bộ có hai tên ngự y, cũng coi là tu hành giả, có hàn nằm chiều cô thái hậu không cần lo lắng quá mức đến đến phi liễn mặt khác một bên lý văn triệu nói ra ta có vài câu xuất phát từ tâm can lời nói muốn cùng khương hộ vệ tâm sự lý công công thỉnh giảng khương hộ vệ là nhận thái tử nhờ vả đi mà thiên các chấp hành nhiệm vụ gì lý văn triệu đi thẳng vào vấn đề khương lương nội tâm nhất kinh nói ra lý công công có gì nói ra lời ấy ngươi am hiểu ám sát thái tử nếu thật muốn bảo hộ thái hậu cần gì phải phái ngươi khương lương nhất thờ nghẹn lời lý văn triệu cười nói ngươi có biết Bệ hạ vì cái gì yên tâm để Thái hậu đi tới Ma Thiên Các? Khương Lương lắc đầu, việc này hắn cũng tại buồn bực. Thái hậu có nào tôn quý, còn muốn thân từ mạo hiểm đi tới Ma Thiên Các? Bệ hạ có thể yên tâm, việc này Khương Lương vẫn nghĩ không thông. Lý Văn Triệu nói ra, Ma Thiên Các chủ nhân cơ thiên đạo, cùng tiên hoàng chính là là cố nhân. Lời vừa nói ra, Khương Lương trừng hai mắt một cái, hoàn toàn không nghĩ tới cái này người người kêu đánh thế gian đại ma đầu. Lại cùng tiên hoàng có cái tầng quan hệ này. Khương Lương nói ra, nếu là cố nhân kia vì cái gì ma thiên các lại nhiều lần cùng hoàng thất là địch ngươi sai lý công công chân thành nói sai rồi ma thiên các chưa từng cùng hoàng thất là địch chân chính dẫn phát mâu thuẫn là hắn đại đệ tử vu chính hải cùng thất đệ tử từ vô nhai lý văn triệu nói ra khương lương nghe đến không hiểu ra sao lý công công ngài có lời gì cứ việc nói thẳng đi khương mộ bất quá là nhất giới vũ phu thực tại quá ngu dốt khương lương nói ra lý văn triệu gật đầu ta muốn nói cùng ban đầu nói đồng dạng ta khuyên nhủ khương hộ vệ đến ma thiên các về sau tốt nhất quy củ điểm nếu là phá hư xong việc đừng nói là thái hậu liền xem như thái tử điện hạ cũng không giữ được ngươi lợi và hại chính ngươi cần nhắc nói xong lý vân triệu phất tay áo rời đi khương lương cao mày đứng tại chỗ tới gần trạng vạng tối ma thiên các lục châu tại đông các bên trong nghiên cứu thọ mệnh đại nạn sự tình trước mặt bàn bên trên bày đầy thư tịch thỉnh thoảng còn có nữ đệ tử đen thư tịch đưa đến đông các các chủ hết tải liên quan tới thọ mệnh thư tịch đều chuyển tới Lục Châu cũng không nhìn các nàng, nói ra, biết rõ. Lúc này, bên ngoài truyền đến Tiểu Diên Nhi thanh âm, "Sư phụ, thần đô phi liễn đến, ngũ sư tỷ đã đi tiếp ứng." "Anh, sư phụ, mày đang đọc sách à?" Tiểu Diên Nhi đạp nhập đồng các, nhìn thấy đầy bàn đều là thư tịch, Lục Châu chỉ chọc hắn bên trong mấy quyển đại khái nhìn một chút, cái khác cũng không có tinh lực như vậy. Ngẩng đầu liếc qua, Tiểu Diên Nhi nói ra, "Diên Nhi, đồ nhi tại, tư quá động chiếu khăn thoáng một phát, có cái gì dị động, kịp thời báo cáo." Lục Châu nói ra, đồ nhi tuân mệnh tiểu diên nhi lĩnh nhiệm vụ liền rời đi đông các lúc châu ánh mắt rơi vào thân trước trên điển tịch thầm nói quân tử quốc thọ mạnh ngắn ngủi mượn tu hành dùng tăng thọ trương thọ người bất quá 500 năm nói cách khác cứ việc ngô thượng nhung có trường sinh kiếm hắn cũng chỉ có bình thường tu hành giả một nửa thọ mạnh Ngay tại lục châu suy tư thời điểm đến đến minh thế nhân đi ra phía ngoài kho người nói thần đô người đã tại đại điện chờ lấy biết rõ lục châu phất tay áo đi ra đồng các mà thiên các đại điện bên trong Lục Châu ánh mắt đảo qua đám người, cơ bản đều tại ở vào ở giữa, chính là Lý Vân Triệu đám người. Lý Vân Triệu sau lưng, Triêu Nguyệt cùng trong đó một tên ngự y, vị một vị ung dung hoa quỷ lão phụ nhân, ra Ái kiếm, ngay tại cách đó không xa, không cho mắt nhìn xem vị lão nhân này. Mời ngồi, Lục Châu cái này không phải cho Hoàng thất mặt mũi, mà là cho Giang Ái Kiếm cùng Triêu Nguyệt mặt mũi. Vì đây, hắn không có đi tới vương tọa đại điện, mà là ngồi tại thái hậu đối diện. Lý Vân Triệu cũng là biết rõ, nơi này là Ma Thiên Các không phải hoàng cung, cũng không phải địa phương khác. Hết thầy không thể theo cung bên trong quy củ. Thái hậu tuổi đã cao, đã sớm nhìn thấu những này, cũng không thèm để ý. Làn thái hậu ánh mắt rơi trên người lục châu thời điểm. Lông mày hơi hơi bóng nhúc nhích. Tiểu tụy trong mắt giống như là phát hiện cái gì. Môi thẳng người, ngư khí nhu hòa nói. Lão tiên sinh, thật giống năm đó ai ra nhận thức một vị cố nhân. Lục châu vuốt râu, không nói gì. Năm đó, có thiên đạo từng gặp vĩnh thọ hoàng đế. Cùng trước mắt cái này vị thái hậu. Khi đó hắn nhóm chính vào năm đó, vật đổi sao rời, cảnh con người mất. Không nghĩ tới, cái này vị thái hậu có thể nhận ra một điểm mảnh khóe. Ai nói nàng mất mờ, cao tuổi hồ đồ, bất quá, những này đều không trọng yếu. Lục Châu phất phất tay nói ra, người không có phận sự lui ra. Rất nhiều lúc đầu muốn nhìn một chút náo nhiệt người, không thể không tạm thời rời đi đại điện. Lý Văn Triệu, người y cùng Khương Lương không hề rời đi. Giang Ai Kiếm cùng Chiêu Nguyệt lưu tại đại điện bên trong. Lục Châu ánh mắt rơi vào thái hậu thân bên trên, có lẽ là bởi vì phi phàm lực lượng nguyên nhân hắn cảm giác được chính mình trạng thái tinh thần thị lực đều muốn so trước kia tốt hơn rất nhiều hắn có thể nhìn thấy thái hậu trên thân đều là nhàn nhạt, nhạt tử sắc khí thể đích thật là vu thuật cũng không phải cái gì muốn mạng vu thuật có thể hoàn toàn chính xác hội nhiễu nhân tâm nghĩ khiến người ngủ không được nghĩ đến ba mã cùng mạc ly cũng không dám cầm thái hậu khai đao chỉ là dùng cái này loại tiểu thủ đoạn thôi gặp lục châu không nói gì lý văn triệu nói ra còn không nhanh lên cho lão tiên sinh nói một chút tình huống bên trái ngự y một mực tại run rẩy cho dù là tại cung bên trong cũng không có tới qua dạng này trường hợp nhìn thấy trước mắt vị lão già này sao có thể không sợ có thể hắn còn là run run dày dày nói ra lão lão tiên sinh thái hậu từ thuận thiên huyền trở lại cung bên trong về sau thương thương chăn chọc khó bên cạnh đêm không thể xây giấc lời còn chưa nói hết Lúc châu liền giơ tay lên nói ra không còn hướng lão phu giới thiệu thái hậu bệnh lão phu đã rõ ràng trong lòng lời vừa nói ra kia hai tên ngự y hai mặt nhìn nhau hắn nhóm đại biểu cho hoàng thất tối cường y thuật cứ việc về việc tu hành yếu một ít nhưng ở y thuật nghiên cứu bên trên khá có tạo nghệ hắn nhóm vất vả nghiên cứu bao lâu chứng bệnh mà thiên các lại không cần hỏi thăm cái này khó tránh khỏi có chút đả kích người lý văn triệu không người nói lão tiên sinh có thể có phương pháp lục châu chắc tay đứng dậy nói ra lão phu tự có phương pháp trừ chứng bệnh nghe vậy lý văn triệu liền vội vàng không người còn mời lão tiên sinh xuất thủ chiêu nguyệt hạ thấp người sư phụ ra ngài kiếm nói theo lão tiền bối Lục Châu nói ra, lão phu có câu nói không thể không nói cho Thái hậu. Thái hậu nghe vậy, nao nao, ngẩng đầu lên, già nua hai mắt, rơi vào cái này chắc tay đứng thẳng Lục Châu thân bên trên. Lão tiên sinh thỉnh giảng, Lục Châu nói ra, lão phu có thể diệt trừ chứng bệnh, bất quá, Thái hậu đại nạn sắp tới, phải có tâm lý chuẩn bị. Đại điện bên trong lặng ngắt như tờ, nếu là thả tại cung bên trong, dám nói cái này lời nói, kia là đại nghịch bất đạo, lập tức chặt đầu. Hai tên ngự y lại tại lúc này áp thấp đầu, hắn nhóm lại làm sao có thể không biết đâu. Trương Nguyệt cùng Giang Ai kiếm sắc mặt biến hóa, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Thái hậu. Thái hậu lại cười mở cười một tiếng, vung tay áo nói, ai ra còn tưởng rằng là cái gì đâu. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, ai ra cũng hội chết, không có gì phải không. Lục Châu quay người, nhìn về phía Thái hậu, vốn muốn nói thứ gì, lại lắc đầu nói, thôi, lão phu tôn chẳng quyết định của người. Hắn ngẫu nhiên vung tay áo, hai tên ngự y liều mạng thổ lui đến một bên. Lúc này, Lục Châu giơ bàn tay lên, lăng không đánh ra đám người mở to hai mắt nhìn xem một màn này trái tim nâng lên cổ họng lúc châu bàn tay bên trong dũng động một cỗ lam nhạt chi sắc lực lượng hô cùng lúc đó một cái hôn ám gian phòng bên trong ba mã mở tròn mắt nhướng mày vu thuật giải rồi mặt trừ hơi kinh ngạc bên ngoài cũng không có cái khác biểu lộ hoàng thất thủ đoạn hoàn toàn chính xác không thể khinh thường mặc ly anh mặc ly của ngươi tại cung bên trong trà trộn nhiều năm lại ngay cả hoàng thất át chủ bài đều không có thăm dò rõ ràng ba mã lắc đầu thở dài bất quá ngươi yên tâm sư huynh nhất định sẽ làm cho hẳn nhóm cho ngươi chôn cùng lục cho một trưởng này cách không phá giải vu thuật mọi người sắc mặt đại kinh thái hậu kêu lên một tiếng đau đớn khẽ trao mày thân tử sắc khí thể bị những cái kia làm sắc lực lượng dây lát ở giữa xua tan lục cho đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn thiên thư phi phàm lực lượng trời sinh khắc chế vu thuật cái này tại trước đây thật lâu cũng đã được đến nghiệm chứng lý vân triệu liền vội vàng tiến lên viện thái hậu cánh tay nói ra thái hậu thái hậu ngoài thế nào rồi ai ra ai ra không có trở ngại thái hậu nhắm mắt lại mặt ra lấy đổ mồ hôi nói chuyện lại là hữu khí vô lực hai tên ngự y liền vội vàng tiến lên thân người cong lại thay phiên cho thái hậu bắt mạch kiểm tra một phen sau khi kiểm tra chúc mừng thái hậu chúc mừng thái hậu vu thuật đã giải kia ngự y quỳ sùng nói lục châu vuốt dâu sắc mặt lạnh nhạt cái này tiểu tiểu vu thuật nếu là phá không lão phu tấm mặt mo này còn để nơi nào nhìn cũng không nhìn nhân tiện nói lý văn triệu lý văn triệu lúc này đối lục châu kính sợ cơ hồ để thăng một cái độ cao mới vội vàng nói, lão tiên sinh xin phân phó, thái hậu bệnh nặng mới khỏi, trước tạm lưu tại nam các nghỉ ngơi, ngày mai lại về. Lục Châu nói ra, như thế rất tốt, như thế rất tốt, ta khấu tạ lão tiên sinh. Lý Vân Triệu quỳ xuống, song trường hướng về phía trước, cái chán chạm đất. Nghe đến Khương Lương cùng hai vị ngự y âm thầm kinh ngạc. Lý Vân Triệu mặc dù chỉ là thiết thân thái giám, có thể địa vị của hắn cũng không nhỏ, liền xem như gặp thái tử điện hạ, cũng chưa từng đi như thế đại lễ. Lục Châu chỉ là nhìn hắn một cái, liền phất phất tay, ra hiệu hắn sùng dưới lý văn triệu cùng ngư y vịn thái hậu rời đi đại điện tại chiêu nguyệt an bài xuống ở tại nam Các tới gần trạng vạng tối nam có bên trong lý văn triệu cung cung kình kình đứng tại bên giường nhìn xem sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều thái hậu nói ra thái hậu mà sắc mặt thật là so sánh với ngọ thật nhiều thái hậu dựa vào đầu giường nói ra ai ra đây cũng là chịu chiêu nguyệt phúc chiêu nguyệt công chúa hiện nay đã quay về hoàng thất thái hậu không nên tự trách lý văn triệu nói ra tiểu lý tử thái hậu ngữ khí dừng một chút đem ai ra mang đến đồ vật đem ra lý văn triệu sửng sốt một chút bắt đắc sĩ giao phía dưới tự tùy hành mang đến trong giường lấy ra hộp gấm xong trưởng kéo lấy đưa tới thái hậu mặt trước thái hậu đây chính là ngài tăng thọ đan thật muốn như vậy thái hậu thở dài nói trên đời này rất nhiều người đều đang theo đuổi trường thọ trường sinh bao quát vĩnh thọ hoàng đế cũng thế ai ra lại cảm thấy thuận theo tự nhiên cũng là một chuyện may mắn ta minh bạch lý văn triệu không người ai ra đại nạn đến về sau liền đem ai ra cùng vĩnh tạo hoàng đề táng cùng một chỗ làm cái vui tang ai ra liền vừa lòng thỏa ý thái hậu nói ra lý văn triệu lắc đầu không nói chuyện thái hậu cầm trong tay hộp gấm đưa cho lý văn triệu nói ra đem vật này tặng cho lão tiên sinh xem nhiều lão tiên sinh xuất thủ tương trợ tạ lễ ây Ngươi đi ra thời điểm đem chiêu nguyệt gọi tới ai ra muốn cùng nàng tâm sự ây lý văn triệu rời khỏi phòng đông có bên trong lý văn triệu minh thế nhân dẫn đường đến, đến đông các tác phụng thái hậu ý chỉ Tới trước khấu tạ lão tiên sinh. Thái hậu lệnh ta nhất thiết phải đem vật này. Giao cho ma thiền các. Mong rằng lão tiên sinh nhất thiết phải thu hạ. Lý Vân Triệu hai tay dâng hộp gấm. Không người nói. Minh Thế Nhân nói ra. Sư phụ là Tăng Thọ Đan.